này là nó không đi được, nó bay đi là nó rơi xuống. Nó bay đi, nó rơi xuống và ba được một quăng nhỏ hâu. Có nghĩa là chị bảo là ở đây là cái chuồng gà này, nhưng mà con dế hâu thà xuống nó bắt gà. Đó, xong rồi lúc nó bay lên thì nó vướng cái cành cây như này này, đó, nó không bay ra được. Thế là chị đấy là bắt được một con nhỉ? Một con. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang trên con đường đến một cái bản làng rất là xa xôi. Bản làng này là bản làng cuối cùng của xã La Bán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đó, trên đường đến vào bản làng này thì tôi thấy ở trên một cái quả núi cao này có một người nhìn không rõ lắm là đàn ông hay đàn bà. Người ta đang hái lượm cái loại lá gì đó. Nói chung là ở rất là cao ở trên xa kia thì mình không nhìn rõ cho lắm. Thì bây giờ mình đang lên trên này để xem người ta hái cái lá gì. Cái đồi này là người ta mới phát lương này và trồng ngô. Đó, ngô cũng mới mọc thôi. Mình thấy trên này là có một người đàn ông thì phải. Họ không biết là họ lấy cái lá gì mà lá nó to to như kiểu lá rong ấy. Thì bây giờ tôi đang tiến lên trên này để xem người đàn ông đó đang làm công việc gì nhá. Đó. Nói chung là cái chỗ này thì không có lối đi. Phải đi thẳng là đường đi gần nhất để tiếp cận đến người đàn ông đó. Còn ở phía dưới kia thì có một ngôi nhà, có duy nhất một ngôi nhà thôi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mới đầu đi thì nhà tôi định đi qua luôn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là tính ra tôi sẽ phải xuống cái ngôi nhà đấy để xem cuộc sống của họ như thế nào. Bởi vì đó là một cái ngôi nhà nó vừa bé tí, còn nguyên cái led hoang sơ ở trên này, giống kiểu ngôi nhà nguyên thủy ấy. Đó, mà không hiểu tại sao là ở đây có một ngôi nhà duy nhất thôi. Có một con đường người ta đang mở thôi, nhưng mà dưới kia người ta đang làm đường ấy. Nên là đi đến cái bản làng này là cực kỳ là khó khăn. Có những chỗ là phải dắt xe máy mới đi được. À, chào chào ông nhá. Ông đang làm gì đấy? À, lấy rau lợn à. Rồi, bây giờ thì tôi đã tiến gần đến chỗ người đàn ông này rồi. Cháu đi ở dưới đường kia cho thấy là trên này có một người cứ làm cái gì mà cứ loạt xoạt đấy. Cháu lên trên này cháu xem. Lấy rau lợn. Hóa ra là ông à. Ông lấy cái rau lợn. Đây là lá gì đây ạ? Lá chuối. À, lá chuối. Non. À, lá chuối dưới rừng non đấy ạ? Lá chuối non. Cho cháu xem một tờ được không? Được, không cái gì. À đây. Đây là cái lá chuối non. À, có nghĩa là đây là toàn cây chuối rừng đấy mình trồng hay là tự mọc đây ạ? Nó tự mọc không ạ? À, nó tự mọc. Tự mọc lấy mang đi cho lợn ăn. À, xong rồi đi lấy về cho lợn ăn. Thế nhà ông ở chỗ nào ạ? Láng lấy. À, nhà ông kia à? À, thế thì cho cháu xuống nhà chơi một tí nhá. Được. Đấy, may quá là không biết là có ai ở nhà không thì lên trên này thì... Không có ai đâu. À, ông bà đấy. À, có hai ông bà đấy à? Thế bây giờ là ông đi về đấy à? Về thôi. À, đầy rồi đúng không? Trên này lấy dấu lượng xuống. À. Lấy trên này xuống để lấy gần lên đi. À. Đúng lúc mình lên trên này thì là ông cũng lấy xong rồi. Ông lên trên này ông hái lâu chưa? À, vừa lấy. À, lấy được một lúc rồi à? Một lúc rồi. Lấy một lúc thì là xong trên này. Rồi. Tí giờ... này nắng to lại không lên được. Vâng. Bây giờ tí nắng to thì không lên được nó. Lên gỡ xuống sớm một tí. Vâng. Giờ nó vẫn còn chưa có nắng thì là mình vẫn đi trước. Vẫn đi được. Tí nó sợ là nắng to thì là già rồi không biết. Nhà này không có sức có thể để leo lên trên này được. Thế cái đồi ngô này là của nhà mình hay của nhà họ? Của mấy nhà đấy. À, của mấy nhà liền kìa. Nó có gỡ, nó gỡ cáng đây. Bên kia là hai nhà. Ở đây thì cháu thấy là có nhiều cây chuối rừng này. Là nó mọc tự nhiên đấy nhỉ? Vâng, nó mọc tự nhiên thôi mà. Cái này không phải trồng đâu. Không phải trồng, mọc tự nhiên thôi. Ở trên này là bảo là mô lung 2. Mô lung 2.
Ở trên ông ở trên này thì bảo là màu lông xa sang hai. Xa sang một là trong cái hai mũ lên đấy. Chắc là anh cũng vào đấy rồi. Vâng. Anh nghe này, nghề của anh đi như thế thì chắc là anh cũng vào xa sang. Vâng. Xa sang một rồi. Vâng. Đấy ông chỉ có xuống ở trên này xuống là láng đấy thôi mà. Vâng. Láng chăn chăm trâu. Vâng. Nuôi cá linh tinh. Chăn trâu nuôi cá. Thì là ông rồi không đi làm được. Vâng. Hụ máy đứa con trấu một tí. Vâng. Thì từ lấy là ông đang nói chuyện với mình là ông bảo là đây là thôn Xà Sa Nai có thuộc xã La Bán Tần. Xã La Bán Tần. Cái xã La Bán Tần này là một cái xã cuối cùng của huyện Mường Khương. Xã Mường Khương ấy. Vâng. Xã cuối cùng Mường Khương. Thế là ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ui già rồi. 70 rồi. 70 tuổi rồi mà ông vẫn đeo đồi khỏe thế nhỉ? Sáng nay sinh năm 54 rồi mà. Vâng. Năm tư ông năm sinh năm 54. Ừ. À, ông năm nay là 70 tuổi rồi. 70 rồi. Đấy là hàng ngày là chắc là hương. Ông đi lấy lá về cho lợn này. Cho cá. Con lợn của nhà ông nó thích ăn cái lá chuối này nhỉ? Lá chuối này nó mềm đúng không? Nó mềm, không phải nấu. Vâng. Ăn trực tiếp luôn. Vâng, ăn lại luôn với cái cá ngô rồi là ăn đâu mà. Vâng. Ăn cái lá này, ăn sống luôn, còn cám ngô thì nó không có nấu cho nó không? Cũng phải pha chứ. À, cũng nấu lên à? Không pha, không. Cám lợn thì phải, cám ngô thì phải nấu. À, cũng nấu cám ngô cho nó ăn. Vâng. Luôn với nhau luôn nó ăn. Vâng. Thì nó đi đường này hết được. Đường này. Đường dưới này đúng không? Đó thì là ông cũng khỏe đấy nhỉ, năm nay 70 tuổi rồi mà. Không khỏe đâu. Lên đồi này cao thế mà. Để lấy rau cho anh lợn. Anh hay đi cầu treo à? Không ạ. Đi cú ly đấy. À, cháu cũng có đi mà. Hôm nọ đi chợ cú ly vẫn có người không mang cái máy này nếu cứ đi quay như thế nào mà. À, có khi là cháu đấy quay ở chợ châu gì? Thế là cháu đấy. Quay ở đấy cũng thấy cả ông ở đấy nữa mà. À, thế à? Thế là cháu mấy đấy. Nữa cháu cũng quần ông vào lòng. Thấy ông cũng ở chợ. Thế à? Thế là một ngày ông đi lên trên đồi này mấy lần cơ? Quá rồi, lâu mới đi. À, 2-3 ngày mới. 2-3 ngày mới đi. Hôm nào lợn hết rau lợn thì mới đi lên. À, hết rau lợn thì mới đi. Thế là cái này ăn được 2-3 hôm nhỉ? Hai hôm thôi. À, 2 hôm. Ông bảo là ăn được 2 hôm. Lấy nhiều quá nó không hết thì cũng phí. Vâng, lấy nhiều thì nó không hết. Nó vàng rồi không nó cứng. Nó cứng, nó héo đi nhỉ? Vâng, nó héo, nó cứng. À. Nó không ngon. Nè, có hai ông bà ở cái làng cái này. Vâng. Đó. Thì mới đầu thật sự là mình đi qua cái ngôi nhà này mình thấy ấn tượng luôn và này. À. Cái ngôi nhà này nó độc lập một mình một chỗ thôi mình bảo là có khi là tí nữa là vào ngôi nhà này nhưng mà đang chuẩn bị vào ấy thì mình thấy trên đồi này có tiếng con lúc nãy bảo bên kia không có ai ở nhà đâu. Vâng. Có tiếng của bà cũng không biết nói tiếng phổ thông đâu. Vâng, có tiếng liệt sạt trên đồi thì mình nhìn lên thấy có một người đang tưởng là họ mình đi bẫy chim. Vâng. Ông ở trên này ông thấy đấy. Tưởng là này mà, là họ bẫy chim. Vâng. Thế là bỏ hôm nào thôi nha. Công ty nó làm cái đường này nó dễ nhựa thì bỏ nó hụ đau làm cái đường cho nó vào dễ đúng không? Hôm nào nó bỏ là bỏ nó làng nó ngã chí rồi nữa mà nó bảo là đang còn chưa làm xong thì khả năng nó còn múc đất xuống nữa. À, nó làm xong nó mới làm cho. Vâng. Có nghĩa là ông muốn nhờ bên thi công công trình người ta sửa lại cái đường cho mình. Cái này người thì toàn đi hồng hủ nâng mình. Vâng. Nó có bồi thường đâu. Vâng. Không bồi thường nó bảo. À, không bồi thường á? Không. À. Nó thì nếu mà nó làm được cho mình đi thì vâng. Là cái ngon. Vâng. Mất y ngồi nương. Vâng. Cũng được cũng cái vâng. Gì. À, ông bảo là công ty họ lấy của ông một ít lương nhưng mà bù lại nếu mà họ làm trong cái đường này thì là ông không tính tiền đền bù nữa. À, là thế đấy. Thôi. Vâng, gọi là trao đổi đấy nhỉ. Không. Đấy. Ở trên này không đưa đền bù đâu. Vâng. Đây là bảo là như là đất rừng còn đất của nhà nước thôi. Vâng, đất của nhà nước. Mình chỉ có là làm thôi. Vâng, cái này thì toàn đi bộ nhỉ, về nhà ông toàn đi bộ này không đi xe máy được nhỉ? Ồ, đi bộ rồi. Vâng. Xe máy không đi được.
Nó vừa mình đang kể là trên lúc đấy thì nhìn không rõ lắm là trên đồi thế nào đàn ông hay đàn bà. Xong rồi mình đi lên trên thấy thì mới thấy được là ông. Ô cái này thì chỗ này hủm này thì đến lúc mùa mưa nó chắc là khó đi về nhà lắm nhỉ. Lúa nó không sang được ấy. Vâng. Này mưa khoảng tuần ấy. Vâng. Nhưng mà nó mùa năm thì nước không lũ to bằng năm nay. Vâng. Năm nay ủ rồi cũng không dám đi. Năm nay đi là, không được ấy. Năm nay lũ to đi không được. Lũ to. Thế nhà ông về để qua cái suối này. Qua suối này ôi nghỉ là 2-3 ngày ở trong này. Vâng. Không dám ra đâu. Không dám ra nếu như mà nước to là ông bảo nó ở nhà 2-3 ngày không dám ra. Bởi vì là nước nó rất là to. Nó to lũ to. Cái sông bé này không như sông to đâu. Vâng. Sông ở trong bàn á nó đi nó còn đi ngon đấy. Vâng. Đường này cái suối cạn này á lũ nó không ra ra nó dốc nó khỏe lắm. Vâng. Không dám đi đâu. Vâng. Đó bây giờ đã về đến nhà ông rồi. Vâng. Đằng sau này cái đồi gọi là đồi của nhà nước ông nhỉ? Đồi vâng. Cái rừng già đấy nhỉ? Rừng già. Vâng, rừng nguyên sinh đấy. Nguyên sinh mà. Không ai dám động vào luôn. Ôi, rồi. Cái này nhà nước cấm chứ. Vâng, rừng cấm của nhà nước. Rừng cấm của nhà nước. Toàn những cái cây rất là to rừng luôn. Rừng già đấy. Vâng. Chỉ có đường vào làng mà. Cái chú ở dưới này chưa làng qua ấy. Vâng. Làng qua rồi nó mới nhà nước mới cho làm. Vâng, đó, bây giờ là hai ông cháu đã về nhà rồi. À, nhưng có cái kho củi đây nhiều nhà. Củi. À. Không trên. Vào gần nó chó. Vâng, à ông xích bảo con chó con đấy. Vâng, không vào gần chó nó cắn. Chỗ này nhà ông thì là một ngôi nhà nhỏ và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và bên ở ngoài đây mình thấy có một cái lán gọi là lán nhỏ nhỏ để đựng củi, tích chứa củi để đun cho cả năm. Đó. Đây là căn nhà của ông. Rất là bé thôi. Đó. Ở đây có điện không ông? Có. À, cũng có bóng điện đúng không? Ừ. À, may là vẫn kéo ở trên mường lô 2 xuống. À, may là vẫn có điện. Kéo ở trên mường lô 2 xuống, chỗ này là xà sán 2. Đó. Ông cho cháu xem qua ngôi nhà của ông một chút nhá. Ở đây ông có thể bật điện một cho nó sáng được không? Được. À. Có cái gì? Đấy, xem qua ngôi nhà của ông bà. Ông ở Việt của ông đúng không? Tất anh thì anh phải. Vâng. Làm lấy. Đó đây là cái ngôi nhà của ông này. Có một cái bếp bé bé này đun đây. Đó. Trên này thì là không có tủ lạnh nên là không có. Ăn thì phải treo thức. Vâng. Cái thịt thì phải làm thịt treo để thịt treo khô và bán ăn dần thôi. Để ăn dần. Đó rồi là chạn bát đũa. Nói chung là đồ đạc trên này rất là tạm bợ như vậy thôi. Đó, cuộc sống trên này nó là như thế. Của hai ông bà già trên này. Đó, à bên trong này là cái buồng ngủ hả ông? À buồng ngủ. À trong này là cái giường ngủ này. Đó. Hai ông bà ở đây, một cái buồng bé bé, cái nhà rất là bé luôn. À ông có cái chỗ này là cái máy nghiền ngô cho lợn đấy nhỉ? Đây. À cái máy này là chạy bằng máy lổ ấy ông nhỉ? À, máy lổ mà. Vâng vâng. Đây chưa kéo xuống. Chưa có điện. Kéo dây điện này thì không mua motor. Vâng. Đây là mua máy nổ. Mua máy nổ để lắp vào cái máy nghiền ngô mini này để nghiền ngô cho lợn cho gà nó ăn. Vâng vâng. Đó, thì là một căn nhà nó cũng rất là nhỏ nhắn, quá là bé luôn. Nuôi mấy con dê. Vâng. Thế là ở đây là ông nuôi dê. Nuôi mấy con dê này, nuôi cá nữa. Chủ con. Vâng, cuộc sống rất là thanh bình nhỉ. Ông dẫn cháu ra ngoài này xem một chút các con vật của ông đi. Ao, đây là ao. À chỗ này là ông nuôi gà đúng không? Gà đấy. Đấy, gà đây thì là nó ở trứng linh tinh em mà. Chuồng gà rất là sơ sài. À đây là những cái ổ của nó đúng không? Ổ của nó đấy. Của nó đây. À con gà nó treo lên trên này. Nó để trứng nó. Để trứng ở trên này. À đây có mấy quả trứng này. Nó khá ổ mà. Vâng. Trên này là toàn gà bản ăn ngô ăn ngon, không tăng trọng tí nào. Ăn ngô ăn sỏi thôi. Đó. Đây là những cái chuồng gà rất là tạm bợ luôn. Ông lợp bằng cái bạt. Chỗ này thì tận dụng những cái mảnh tôn để lợp vào đây này. À chỗ này là ông nuôi nhiều cá không ông? Vẫn nuôi mấy con. À. Ở trên này trông mới thấy mấy con to. À trên này ông bảo là lên trên này thì nhìn thấy mấy con to. Cái này là nước lần ở trên khe mình lấy về cho ông nhỉ? Nó ở trong hủ. Vâng. Trong hủ nó lấy dây cao su kéo xuống này. Vâng, nó chảy tự nhiên. Chạy. Suốt ngày suốt đêm luôn. Suốt ngày suốt đêm. Toàn cá chấm đâu ông nhỉ? Có, cá trắng cá to ở đây. Vâng.
con kia là phải khoảng 5 cân, 4 cân đấy. Ây da, thế cơ à? Hôm nọ bán cho bọn công ty làm đường kia bắt được một con là hơn 3 con, 3 cân mà. À. Nhưng mà nó bắt được từ trước Tết rồi. Vâng. Bây giờ con này khả năng cũng phải khoảng 4 cân đấy. Vâng. Ông bảo là có con to nhất tầm khoảng 4 cân. Một cái ao nhỏ nhỏ thôi. Cá này là họ sạch sẽ nhỉ ông này, chỉ ăn mỗi cỏ thôi nhỉ. Vâng, tôi ít cỏ ăn thôi. Vâng. Chả tăng trọng gì cả. Vâng, không có tăng trọng. Ở trên này họ bán chợ thì có 70.000 một cân thôi. Vâng. Ông bán đây ông bán 80.000 đấy. Vâng. Nếu mà họ bảo là ông không biết bán. Vâng. Biết bán thì phải 100.000 một cân. À. Đó, người ta nuôi cắm cá người ta bán 70.000 ông. Ông nuôi cám thường thì ông bán có 80.000 nên là quá là rẻ rồi, họ bảo là. Vâng. Họ nói thế mà họ bảo là còn mang đi đánh tiết canh mà. Vâng. À họ đánh tiết canh cá. Ờ. À. Bọn này công ty này nó bảo là phải lấy lên làm tiết canh. Nó chặt là đôi lấy mẫu. Vâng. Ra mẫu rồi nó lại đánh tiết canh rất ngon. Vâng. À, mà ông chưa biết. Vâng. Họ sành ăn thì họ đánh tiết canh cá. Ừ. Nó mà ngon mà, nếu mà mình không biết đánh thôi. Vâng. Biết đánh thì chắc là ngon ấy. Vâng, mình không biết làm. Vâng, không biết làm. Ở đây là ông có nuôi, tất cả ông có bao nhiêu con dê hả ông? Mười một con to. 11 con to. Ừ. À, thế là ông bà đây là chăn nuôi cá này, nuôi dê, nuôi gà này. Đấy. Ở chỗ này cháu thấy là có... Ở cả chỗ kia nữa nhỉ? Ở dưới này. À. Thì có 3 con bột ở đấy. Chỗ này là có mấy con dê, dịch ông cấy. Nó cái dịch cấy rồi, lều tạm ở đây, ở trên này thì là chuồng trại rất là sơ sài luôn, chỉ có những cây gỗ đơn sơ để vâng gác mái cho nó và bên trên này lợp tấm bạt cho nó tránh nắng tránh mưa, đó và cả bên này nữa, bên này ông cũng có mấy con dê buộc ở đây. Ở chỗ kia nào? Ở chỗ kia có cái đàn ở trong nữa. À, một đàn dê ở đây nữa. Ừ. Mấy con này nó để con thì phải tay ra ngoài. Vâng. Không tay thì mấy con đực kia nó lại hay bắt nạt. Vâng. À, chỗ này hay bắt nạt cái con vừa đẻ. Vâng. Đây, chỗ này có một đàn dê này, chỗ này là có cái hòn đá này nó lõm vào bên trong tự nhiên nhỉ, xong rồi tận dụng cái chỗ này để làm cho nó cái nhà đá đây. Đá này thì là đá tự nhiên xưa rồi. Đó, ở trên này là tận dụng những cái gì có thể nhất để làm cho nó cái chỗ ở. Cháu đứng trên nhìn từ xa mà không hiểu tại sao này căng cái bạt hòn đá này. Không, ở trong này có hạ mà. Hóa ra là bên dưới này là con dê. Vâng, hóa ra dưới này là một chuồng dê kín mít ở trong này luôn. À. Có nghĩa là hòn đá này chỉ là một cái như kiểu một cái ước tường thôi. À. Còn chuồng trại thì tận bên dưới này. Đó, bên trong này là một đàn dê. À, trong toàn dê đực hả ông? Ừ, có dê đực. À, trong này toàn dê đực rồi. Đó, cuộc sống của ông rất là thanh bình. Con dê không phải ăn như cả ngày mà. Vâng. Nó chịu có ăn 2 tiếng đồng hồ thôi. Ăn loạn 2 tiếng trong đúng không? 3 giờ nó mới thả 5 giờ để đổi về chứ mà. À, 3 giờ thả 5 giờ về. Nó ăn, nó bụng nó bé nhỉ? Nó ăn nhanh no. Không, nó ăn nhanh. Nó ăn nhanh. Mà bây giờ nó còn nhai mà. Vâng. Nó ăn nhanh đúng không? Nó ăn có, nhanh cũng như dạ dày như con trâu ấy. Vâng. Nó có 2 cái dạ dày. Vâng. Có một cái là nó ăn cái loại bây giờ lá cỏ linh tinh xong một tí này nốt vào. Vâng. Nó ra nó lại nhai luôn, nhai tết. Vâng. Nó lại ăn nốt vâng. Vào chẳng biết nó kiểu gì nó lại vào chúng khá nữa chứ. Vâng. Đó, ông bảo là con tê thì nó có cái 2 dạ dày như ở con trâu ấy nên là nó luốt vào rồi nó ợ lên nó lại ăn tiếp. Ừ, nó lại ăn tiếp. Vâng. Ở chỗ này là có ông nhà ông có mấy hòn đá này nhìn rất là nguyên thủy nhá. Vâng. Tạo nên một cái phong cảnh nó rất là vùng cao. Đấy có những hòn đá này thì bây giờ nếu để mà can thiệp thì cũng khó nhỉ, phải đập ra cũng khó đúng không? Không. Mà ông không thiết lập thôi. À. Thế là bây giờ có máy xúc ấy. Vâng. Máy xúc kia nó lập tăng lên nếu mà phải mất tiền. Vâng đấy. Mất tiền người ta. Phải mất tiền mới đập được. Người ta mới làm cho. Vâng mà mình đập. Nó chưa là ông mở cái này là chỉ có lấy người lấy tay làm thôi mà. Vâng. Mở ruộng đấy. Vâng. Lấy tay mà mở thôi. Đào ruộng ở đây thì dùng bằng tay đào. Ừ, đào xôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ có máy xúc rồi.
Bây giờ có máy xúc thì nào? Máy xúa nên là bây giờ những cái máy của ông này, nhưng mà còn có còn 60 triệu, 70 triệu thì họ làm thành ruộng hết cho mình đúng không? Vâng, à, có nghĩa là ở chỗ này là để biến cái chỗ này thành ruộng thì mất tầm khoảng 60-70 triệu. Ừ, à, người ta mới làm cho đấy. Vâng. Vì người ta mất công, mất sức, mất dầu sang. Vâng. Người ta phải phải có công tí chứ. Vâng. Thế nhưng mà ông bảo là thế ra rồi thôi. Vâng. Không phải làm. Sau này con cháu nó thấy thì nó khá làm. Vâng. Con lợn này của nhà ông nó lâu năm chưa ông? Chưa, được một năm. Được một năm rồi. Nó đẻ được lâu chưa? Đẻ được hai lứa rồi. À, đẻ được hai lứa liền. Đó. Lợn này thế nào đẻ ra ông những con nào ông mang đi bán đúng không? Chưa, con vẫn còn mà. À, đi chơi. À, con có đứa con đầu ở trong chuồng. Vâng. Đẻ được em đứa bây giờ còn bốn con nhỏ nhỏ. Vâng, kia là cái chuồng của nó đúng không? À, chuồng. Vâng. Nó còn ở trên này vất vả lắm. Vâng, trên này thì chưa có đường à. Chúng lấy gỗ là hay làng chuồng thôi. Cái gì cũng tạm bợ. Thế con này là buộc ở đây cho nó đỡ chạy đi nhà ông nhỉ? Ờ, buộc đây. Không, còn những cái con khác buộc để dưới này cho nó hay nó ăn rau cỏ nó đây. Không, nó cứ đào đến linh tinh là khó đi. Vâng. Đó. Cuộc sống của ông ở trên này rất là đơn giản thôi. Ờ, một căn nhà nhỏ nhỏ này và chăn nuôi mấy con dê, con lợn, một ao cá, cuộc sống rất là thanh bình của đồng bào người dân tộc Mông ở trên này. Còn nói chung là rất là khó khăn vất vả, đường đi cũng không có luôn. Nhưng mà được cái là trên này thì không khí nó mát mẻ trong lành. Đằng sau này có cái cánh rừng gọi là rừng cấm ông nhỉ, rừng cấm của nhà nước không ai động vào luôn nhỉ. Đây là rừng cấm của nhà nước. Đấy, đây là những cái cánh rừng mà còn nguyên sinh nguyên bản này, có những cây rất là cao và nó già thì nó rụng hết lá này, cần trơ mỗi cái thân ra, đó trơ cái thân trắng này kìa. Đó các bạn thấy không? Cụt hết cả ngọn rồi. Những cánh rừng này thì là không ai được động vào, nếu như mà có công có việc thì mình xin phép người ta thì mình được lấy được nhà ông nhỉ. Ừ, vâng, cái này không dám đi chặt đâu. Vâng, không dám đi chặt đâu. Vâng, mình chỉ nên chặt những cành nào khô thì mình nhặt thôi nhỉ. Khô được. Vâng. Kể cả khô cành nào nó khô thì mình lấy làm củi được. Vâng, cành khô nó dụng những tìm mình làm củi, còn không được phép chặt những cây tươi nhỉ. Cây tươi thì không có phép chặt được. Vâng. Chặt phải là nhà nước nó bắt được thì tù đấy. Vâng. Thế ở trên này là ông bà có làm ruộng không? Ông bà? Vâng. Vẫn có mà. Vẫn làm ruộng á? Vâng, có phải làm chứ, không làm thì ăn cái gì. Vâng. Thế là ruộng của nhà ông ở chỗ khác đúng không? Ở đây thì cháu không thấy cái mảnh ruộng nào luôn. Mấy mảnh đấy thì mà trước thì chưa có kỹ thuật giống. Vâng. Nhà nước chưa có giống thì mình đi khá giống ở khá làm. Vâng, mình tự làm thì nó không thu được nhiều. Vâng. Khoảng 20 cân á, vâng, thu được khoảng năng 6 bao. Vâng. Nhưng bây giờ mình mua 5 túi thì thà hồ ăn. Vâng. Thế bây giờ là cái những mảnh ruộng của ông là ở chỗ khác, chỗ xa không? Xa đấy. Vâng. Nó không phải gần đây nhỉ? Nếu mà gần đây thì cháu cũng nó nhìn thấy. Nó ở tí kia, trên đây, đùi. Vâng. Đằng sau. Thế bà đi đâu rồi ông? Bà đi chăn con... À, bà chăn con dê ở ngoài kia đúng không? Chăn trâu. Ông có cả trâu nữa? Khổ chứ. À, còn... đây. Một con trâu hay là mấy con ạ? Ừ, có ba con nữa mà có hai con là cho đứa con trai nữa mà ra đi ở trên nhà. À, có ba con thì là có hai con cho con trai nuôi, còn ông bà nuôi một con. Vâng. À, thảo nào lúc cháu thấy ở ngoài kia là có người ở vâng, đấy, ông, là có tiếng chuông nữa. Vâng. Hóa ra là bà chăn trâu ở đấy. Bà chăn trâu đấy. Vâng. Đó. Thế này là củi là ông lấy ở cái đồi trên này, nhà đồi đằng sau này nhà ông ạ? Lấy đằng sau này, cái nào khô thì mình... Vâng. Hai ông bà lấy được lấy nhiều củi thế này thì đun lâu lắm mới nhưng hết được ông nhỉ? Ủa, phải gần được một năm. Được một năm. Ừ. Hay là ông bổ nhỏ ra đây. Ừ. Đấy. Mình không bổ nhỏ đây nó không khô thì cũng không tiện. À, phải bổ rồi để đây hôm nào mưa thì mới tiện. Vâng. Bổ như thế này ra cho nó nhanh khô nhỉ? Vâng, nhanh khô mà để mà nó thành khúc to thì nó lâu khô ấy. Đó. Đây là cái lán củi của nhà ông bà. Còn chuồng lợn ở dưới này. Đây giờ mình xuống này xem ông có mấy con lợn, và nên là ông bảo là có mấy con lợn con thì nuôi ở dưới này. Đó. Trong này là có hai con lợn nhỡ nhỡ này, mỗi con tầm khoảng là 30-40 cân. Đó. Đây là những cái giống lợn đen trên bản này.
đó mọi người khi ra chợ mà người ta hay quảng cáo là lợn đen rồi là gà đen trên bản ấy, đấy là những con lợn như thế này nhá, người ta nuôi tự nhiên thả cho nó ăn như con mẹ kia thì thả cho nó ăn nhanh nhang ăn cỏ, còn những con này thì là ông cho ăn cắm ngô thôi, với cả những cái lá chuối rừng vừa nãy là ông lấy trên đồi đấy, đó lấy về để cho nó ăn. Giống lợn này thì là nó thịt nó rất là ngon, không có cám tăng trọng như những con lợn mà người ta nuôi ở trại đó. Thế bây giờ là ông xong lấy lá chuối xong rồi ông giờ ông làm gì nữa? Thôi ở nhà thôi. Ở nhà. Ở nhà một tí là khoảng 3 giờ 4 giờ thì thả dê. 3-4 giờ ông thả dê. Là ông thả dê ở gần khu vực này luôn nhỉ? Thả luôn đây đi vào cái chú chăn trâu kia. Thả vào chỗ cái xa xa kia một đoạn. Vâng. Đó. Con dê này mình thả một con thì nó khá đi thôi mà. Vâng. Con dê thì dễ. Vâng. Dễ chăn. Vâng. Nhưng mà nó hay nhảy, lúc nó ăn no nó hay đi. Vâng. Cho nó ăn vừa thôi thì nó không đi. Vâng. Thế được rồi, cháu đến đây cháu ghé qua nhà ông một chút nhá. Bây giờ cháu tiếp tục cuộc hành trình cháu đi chỗ khác ông nhá. Vâng. Vâng, được rồi. Thế cháu chào ông nhá. Vâng. Chúc ông nhiều sức khỏe ông nhá. Vâng. Vâng. Tiếp tục cuộc hành trình. Vừa nãy là mình có đi qua một cái ngôi làng. Nhưng mà điều kỳ lạ là cái ngôi làng đấy đều không có ai ở nhà cả. Và mình cứ đi thẳng thì ra đến chỗ khu vực ngoài này thì mình thấy là có rất nhiều người đang nằm ở khu vực này. Đây là cái khu vực canh tác của ngôi làng này nhá. Đó, ở đây thì mọi người trồng rất nhiều quế này và cả ngô nữa. Cái bãi canh tác này thì nó rất là lạ. Xung quanh thì nó cao cao, còn ở giữa thì nó là một cái thung lũng rất là sâu luôn. Đó, là một cái hùm sâu tận dưới này. Đó, bây giờ mình sẽ tiến sang bên kia xem mọi người đang làm gì nhá. Đó, đi đến chỗ này thì mình có gặp một ngôi nhà. Chào chị nhá, đi làm về chị. Đó, ngôi nhà này thì là nằm sát cánh đồng luôn, nhưng mà có ngó qua thì không có ai nhà luôn. Ở đây thì mọi người thấy là có hai cái đàn gà này. Đó, đàn gà thì ta buộc con gà vào chân này và buộc vào cái cột để không cho nó chạy mất. Bởi vì nó còn có một đàn con nữa, chỉ sợ là nó dẫn con nó đi ra ngoài rừng ấy thì là cáo cày nó vồ mất. Đây cũng thế này, đây cũng có một đàn nữa là con mẹ với cả mấy con cũng đang ở chỗ này. Và bên trên này là cái ổ của nó này. Ổ này thì lúc trước thì nó đẻ trứng nữa ở trên đấy đó. Và đây có một đàn nữa. Ở trên này thì là nó khác biệt như vậy. Đây cả cái đàn gà cũng, ôi rồi 1, 2, 3, 4, 5 đàn liền. 5 đàn gà thì mỗi con buộc vào một góc này đấy, để không cho nó đi ra ngoài rừng ấy. Nhà này vừa nãy mình có ngó qua rồi nhưng mà không có ai ở nhà cả. Và bây giờ mình đang tiến ra ngoài này, vừa nãy là có mấy chị họ đi làm về ấy, họ đi vào cái bên trong này, không biết là họ đi đâu nữa. Thì bây giờ mình cứ tiến ra ngoài bãi này xem nhá. Đó, trên này khung cảnh thật là tuyệt vời luôn. Đó, đi được một đoạn thì mình thấy cái khu vực này là một cái khu vực canh tác khá là đặc biệt. Đó, dưới này cũng là một cái hùm nữa này, không hiểu ở đây là kiểu gì mà xung quanh thì là dốc dốc, còn ở giữa thì là một cái hùm. Đó, bạn cứ tưởng tượng như kiểu là một cái miệng núi lửa ấy, hoặc là một cái hố bom chẳng hạn. Đó, xung quanh thì nó cao, còn dưới thì là cực kỳ là dốc và sâu luôn, sâu tận dưới hùm này luôn này. Ở đây thì mình gặp có mấy người họ đang làm đường này. Nho giòn, chào chị nhá. Mình làm nương ở đây à? À, đi chơi. Đi lên bản làng một chút. À, thế là mình chỗ này là cấy ngô xong rồi. Thế còn chỗ này thì mình đang làm gì đấy? Làm mạ. À, chỗ này thì bên trên thì cấy ngô xong rồi này. Đó, còn chỗ này là làm mạ như kiểu dưới chỗ bằng kia. Xong mình gieo mạ đây xong mình mang đi mình trồng ở lương đúng không? À, thế bên lương của mình ở chỗ nào? Lương của mình trồng ở chỗ nào? À, trồng ở dưới ruộng cái gì? À, cái này là mình làm để trồng ở dưới ruộng. Vừa nãy là chị bảo là cái này để làm mạ đúng không? Vâng, làm mạ. Làm như cái chỗ bằng dưới kia.
Thế tại sao là dưới cái chỗ bằng bằng kia mình không làm nữa mà mình lại làm ở trên cái cao cao này? Ở dưới là... chỗ kia kìa. Cứng quá. À cứng quá à? À, cứng à quá chỗ này đất nó xốp hơn đúng không? Vâng. Bây giờ em đi vào đây thoải mái nhỉ? À, đó. Thì cái nền đất nó tơi này thì mình làm mạ. Đó, trên này thì người ta làm mạ rất là đặc biệt, nó không như dưới vùng thấp. Vùng thấp thì là có chỗ nào có nhiều nước thì làm được. Còn chỗ này là trên này không có nước nhỉ? À, trên này mưa thì có, không mưa thì không có. À, mưa thì mới có, không mưa thì không có. À. Về sau là mình đi cấy ở ruộng đúng không? Vâng. À, làm mạ để cấy ruộng. Chứ nếu mà lúa lương thì là mình gieo trực tiếp ở trên lương luôn nhỉ? Vâng. À. Thế nhà mình có ở gần đây không? Ở trong cái làng này à? Nhà mình ở trên kia. À, cái nhà kia luôn đấy á? Ở trên ở bên trong. À, ở đằng trong kia, à. Đúng rồi. Thảo là lúc vừa nãy là em đi qua cái làng đấy thì chẳng có ai ở nhà cả. Toàn đi vắng hết, mình nghĩ là cái thời điểm này mọi người đang đi làm nương ấy. Đó, thì bây giờ là tháng 2 rồi. Đó, thì năm nay là nó nhuận 2 tháng 2. Thì mọi người đi làm lương nó muộn, như mọi năm thì là người ta làm lương làm bãi từ tháng 1 rồi cơ. Đó. Thì là nhà mình có nhiều ruộng không hả chị? À, nhà mình có ít thôi. À, có ít thôi à? Vâng. À, khoảng như ở trên này thì cấy theo từng cân ngô, thì nhà mình cấy khoảng mấy cân ngô, mấy túi ngô ấy? Túi ngô á? Túi ngô thì 20 túi. Ai da, 20 là cũng nhiều ấy nhỉ? 20 túi ít thôi. À. 20 túi ngô ở trên này là người ta đi ra chợ, người ta mua từng túi ngô một về để trồng trên lương ấy, thì tương đương là mỗi một túi là một sào. Đó, nếu mà trồng 20 túi ngô thì 20 sào đấy. Thì cũng là nhiều ấy nhỉ? Ít rồi. À, đây là cũng là bãi nhà mình luôn à? Vâng. À, thế là trồng hết ngô rồi, xong là làm cái chỗ này để làm mạ để cấy ruộng này. Đó. Thì bây giờ mới gieo mạ thì chắc là cũng lâu lâu mới cấy đấy nhỉ? Phải đến lâu lâu. Tháng sau mới cấy được ấy nhỉ? Tháng sau. À. Đó. Cái chỗ này thì nó mà sao cái chỗ này nó hay nhỉ? Dưới này là cái hùm nhỉ? Vâng. Hùm sâu luôn. Ở dưới này người ta không canh tác được đúng không? Không. Để đến nó dốc quá nhỉ? Dốc quá. Dốc với cả nhiều đá nữa. Vâng. Đó. Nói chung là mình đi cũng khá nhiều bản làng, em thấy bản làng này rất là đặc biệt đấy. Và đặc biệt là cái chỗ khu vực canh tác này thì nó rất là lạ luôn. Đó thì là dưới thì là hùm, xung quanh là những chỗ bằng bằng đó. Như chỗ khác ấy thì em đi cũng rất nhiều, đến chỗ khác ấy thì là một bên là vực sâu tận dưới hùm sâu này, có thể là dòng suối, còn bên trên là một cái vách núi thẳng đứng. Còn chỗ này thì nó lại từng hố một. Đó. Thế chị là tên là gì hả chị? À, chị tên là Văn Thị Trư. À, Văn Thị Trư à. Chị là có mấy cháu rồi? Có ba cháu rồi. Ba cháu à? Ba cháu là học lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Một đứa học lớp 7, một đứa học lớp... đứa... không biết đứa 8, đứa... đứa 6. À, một đứa học lớp 7 này, một đứa học lớp 6. Còn một đứa nào không biết học lớp 8 hay lớp mấy, nó không mẹ cũng không nhớ nữa. Học mẫu giáo. À, một đứa học mẫu giáo. Vâng. Thôi mình cứ làm đi, cứ vừa làm vừa nói chuyện được mà, không mất việc. Ừ. Đó. Thế nào mình lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi? À, mình lấy chồng 16 tuổi. À, 16 tuổi là lấy chồng rồi. Vâng. Lấy người trong làng hay lấy ở làng khác? À. Mình lấy chồng ở trong làng mình hay là mình lấy ở làng khác? Mình ở Sa Sang 2, Sa Sang 1 lấy chồng ở Sa Sang 2. À, à, quê của mình ở Sa Sang 1, còn đây là Sa Sang 2, là mình sang bên này mình lấy chồng bên này. Vâng. À, đây là quê chồng ở đây. Đó, nói chung là lấy chồng ở khác thôn đúng không? Vâng. Thế hôm nay là làm một mình thế hả? Thế chồng có đi làm cùng không? À, không, đi làm một mình. À, chồng đi làm ở đâu rồi? Chồng đi, chồng ở nhà. Chồng ở nhà thì chắc là nhà của mình nó ở chỗ khuất khuất nên là em đi qua em không thấy. Bởi vì là lúc mình đi qua ngôi làng này mình đi bằng xe máy chỉ quan sát được những cái ngôi nhà nào ở bên đường có mở cửa hay không, còn những cái ngôi nhà nó khuất khuất thì mình không nhìn thấy được. À, bố thằng cô lên trên nhà ở nhà. À, thế nào mình làm cái mảnh này có to không, à có rộng không, đến đây thôi hay là làm rộng tí nữa? À, không, đến chỗ ngô thôi nhỉ? À, đúng rồi, đến chỗ này thôi. Đến chỗ ngô người đánh dấu này, chỗ này là làm xong rồi. Chỗ cấy ngô rồi thì người ta sẽ không làm nữa.
làm cái khu khu này đó. Trên này thì đường đi núi lại vất vả nhỉ, đi mãi lên trên này được đi khó thật đấy. Một cái ngôi làng nó là biệt lập ở trên này luôn, mà ít cũng có người đến trên này chơi, bởi vì trên này có công có việc thì người ta mới đến thôi, còn bình thường mà bảo là lên trên này và đi chơi thì chắc chẳng có ai đến đây đâu, chỉ có việc thì anh em người ta mới đến đây thôi. Thế thôi, chào chị nhá, chị cứ làm đi nhá. Vâng. À, đó, tạm biệt một chị đấy thì mình lên trên này tiếp. Trên này cũng có mấy người họ đang dọn nương dọn bãi thì phải. Chào các chị nhá. Đó, mình đang dọn nương à. Thế cái chỗ này là mấy đứa mình cấy cái gì đây hả các chị? À, cấy ngô à. Ờ, chỗ này là mình cấy hạt đỗ thương đây phải không? À, cái chỗ mà đã đó. Thì chỗ này là trước đây là mình cấy lúa lương nhỉ? Nhỉ? Thế bây giờ thế sao đợt này mình không cấy lúa lương nữa mà mình lại cấy ngô hả chị? À, bây giờ lại cấy ngô, thay đổi đi đúng không? À, chỗ này có phải là mình trồng đỗ đấy phải không? Hả? Không phải đỗ đâu. Thế cái gì đấy? Dưa. À, dưa, dưa chuột à? À, chỗ này mình thấy là có mấy cây mầm mầm này, nhìn là giống cây đỗ mình hỏi thì không phải, mà nó là cái trồng dưa chuột. Đó. Thì hôm nay là có, đây là hai mẹ con à? Còn nhiều mà. À, chị này là như thế nào với mình? Mẹ. À, mẹ chồng hay mẹ đẻ? Mẹ đẻ. À, mẹ đẻ. Đó, hai mẹ con làm lương ở đây. Sáng nay mình làm từ mấy giờ hả chị? Từ 8 giờ. À, sáng nay làm từ 8 giờ. Thế là mình làm mấy giờ mình nghỉ? 11:30. À, 11 rưỡi mới nghỉ. Đó. Chị bảo là làm đến 11 rưỡi mới nghỉ. Đó. Cái chỗ này thì là trước đây thì trồng lúa này, đó một cái dải dài. Xong bây giờ lại chuyển sang trồng ngô. Đó. Thì mọi người bảo là chắc là trồng lúa không hiệu quả cho lắm ấy. Thì nên là trồng ngô thôi. Năm ngoái là cái chỗ này có thu được nhiều lúa không hả chị? À, đi làm cho họ đấy à? À, làm hộ cho họ. Mà chỗ này người ta đốt rất là khói luôn. Đằng kia còn nhiều người nữa à? Họ... À, thế nào chủ của cái lương này đấy à? À, chủ của cái lương này họ... kiểu là đến những cái ngày mà đi làm lương đồi nó nhiều, không thể làm hết được nên là phải nhờ người khác để... giúp nhau làm công việc ấy cho nó nhanh chóng. Thôi mình sang bên này một chút xem mọi người bên này đang làm công việc gì. Ở bên này đốt nương rất là khói luôn. Rồi, chào mọi người nhá. Đấy, bên này đông thế. Đó, vừa đấy là bên kia có 1-2-3 người thôi, còn bên này rất là đông. Ôi. Cái này là mình mấy nữa mình dọn mình trồng ngô hả anh? Trồng ngô với trồng lạc. Ôi, ôi đông thế. Ôi. À, đây là coi như cả làng mình ra đây đấy nhỉ. Chào mọi người nhá. Đây là thế lương của nhà mình hay của nhà ai hả anh? Của nhà thằng chúng. Nhà anh đang phun thuốc kìa. À, anh đang chủ lương. Hôm nay là nhờ rất nhiều người, toàn những người trong làng đến đây là phát dọn cái khu vực này. Đó, thế là bây giờ làm cũng tương đối là xong rồi thì là chiều mình mới trồng à hay như nào? Bây giờ phun xong là tra luôn. À, phun xong là tra luôn. À, kia là đang phun thuốc diệt cỏ đấy nhỉ? Vâng. Anh kia là anh ấy đang phun thuốc diệt cỏ, anh ấy đây. Chỗ này đúng cái chỗ khói là anh ấy đang ở chỗ cái làn khói rất là mịt mù luôn nhưng mà vẫn làm được công việc. Ở chỗ này là trồng ngô. Đó, trồng ngô là mình dùng cuốc, mình cuốc lên cho mình ấy nhỉ, mình tra ngô vào đấy luôn nhỉ.
Xong cái phun này thì nó cứ phun như thế để cho nó chết cỏ đúng không? Cỏ nó chết. À, cỏ nó chết xong rồi nó ngô nó mọc lên là vừa nhỉ? Đó, chỗ này là cả làng đến đây giúp nhau làm công việc. Người Mông có tinh thần đoàn kết rất là cao, họ có công có việc gì thì họ đến đây họ giúp nhau làm việc. Đó. Thế hôm nay là đi làm từ mấy giờ các anh? À, làm đến 11 rưỡi là nghỉ. Xong là chưa về nhà anh chủ ăn cơm hay là nhà ai người đấy ăn? À, nhà, về nhà ai người đấy ăn? À, gọi là mình đổi công cho nhau ấy nhỉ? À. Đó, mọi người là vất vả quá nhỉ? Đây là em này... đấy, em này hơi ngại ngại. Chào các chú nhá. Chào mọi người nhá. Đấy, chào cô. Thế là chỗ này là cấy xong rồi cô nhỉ? Cấy xong rồi. À, cấy xong rồi. À, chỗ kia là anh kia là vừa phun xong thì là những người đi sau là cấy nhỉ? Vâng. À, trong ngày hôm nay là xong không hả chú? Hôm nay là xong. Vâng, trong ngày hôm nay là xong. Đó, thì là đông người, tầm khoảng 20 người đấy nhỉ? Đấy, đếm sơ sơ qua tầm khoảng 20 người. Ờ, làm cái bãi lương này, toàn những người ở trong làng thôi. Lúc trước thì mình đi qua thì là toàn những nhà đóng cửa. Đó, thì mọi người ra ngoài này làm. Rất là đông luôn. Họ giúp một nhà có cái lương này. Khi mà làm xong thì họ lại giúp đỡ cho nhà khác. Họ đổi công cho nhau ấy thì là công việc của người Mông là như vậy. Họ có tinh thần đoàn kết rất là cao. Với lại mình có hỏi thì là có một anh kia bảo là cơm nhà ai người ăn. Đó, chứ không phải là ăn chung một nhà nữa. Đây là hạt lạc ở anh? Hạt lạc đấy. À, thế là mình trồng cả lạc luôn à? Trồng lạc luôn. À. Thế là trồng lạc chứ không phải trồng ngô à? À, có nghĩa là cả cái chỗ mà mình đang làm đây là trồng hết lạc luôn. À, xong có chỗ ngoài kia trồng ngô à? À. Anh ấy bảo là có chỗ để trồng lạc, có chỗ là trồng ngô. Ở đây trồng này cũng dày phết nhỉ, cái tầm khoảng là 20 phân một hố này. Đấy, làm như này đông vui nhỉ, nhanh đúng không? Đấy, cả làng ấy làm như này. Phụ nữ con gái thì là cuốc, còn đàn ông thì rắc và trồng. Hai người thì chuyên đi bỏ lân này, còn những người khác thì trồng lạc. Đấy, làm như này thì năng suất nhỉ, đấy. Cào cuốc liên tục, chẳng mấy chốc mà xong một cái bãi rộng. Như em này, anh hỏi một chút là thế trong ngày hôm nay liệu có xong cái bãi này không? Cái lương này không? À, thế là mai mình làm ở chỗ... À, thế mai mình làm ở chỗ nào nữa? Anh quay, quay cho anh kia. Đó, mai thì lại làm chỗ khác. Khi mình trồng hết lương thì mình lại đi làm việc khác hả anh? Vâng. À, việc khác là ví dụ mấy nữa là mình làm việc gì? Trồng ngô. Vâng. Đến nhà nào trông thích làm việc gì thì mình phụ việc đó. À. Nhà nào mà có công có việc gì thì là mình sẽ giúp nhà đấy. Vâng. Cái lương này thì nó ở trên một cái quả đồi rất là cao. Dưới này là những cái hủm rất là sâu này. Đó. Và kia là những cái ngọn đồi mà nó đang bị mây mù che phủ. Tầm này là 11 giờ kém rồi. Đó, thì mà trời vẫn rất là nhiều sương mù luôn. Thế là mọi người vừa nãy em hỏi là có phải là đến tầm 11 rưỡi là mình nghỉ đúng không anh? À, 11 rưỡi. 11 rưỡi là nghỉ trưa. À, 11 rưỡi là nghỉ trưa xong rồi chiều. Chiều khoảng mấy giờ mình ra đây mình làm tiếp? 1 giờ lại ra đây làm tiếp. Đó. Đó, và công việc cứ như thế tiếp tục ở trên này thì mọi người rất là đoàn kết luôn. Vừa mới phát dọn xong đốt xong cái là cấy luôn này, một người đi phun cấy. Thế anh kia phun thuốc mà không đeo khẩu trang vào nhà cũng cũng hơi độc ấy nhỉ? Cái này cái không phải cái thuốc trừ sâu thì nó không đồng máy đâu. À. Thuốc của à, thuốc cỏ thôi nhỉ đúng không? Thuốc cỏ nó chỉ chết cỏ thôi. À. Đó, mọi người thì vẫn tiếp tục công việc ở đây. Đó, một cái lương này cũng mình thấy cũng khá là rộng này. Và tầm khoảng 20 người đến đây để giúp đỡ làm cùng luôn cho nó xong. Người ta tính toán là trong vòng một ngày là sẽ xong. Đó. Thôi chào mọi người nhá, mọi người cứ làm đi nhá, em xin phép em đi đây. Vâng. Đó, tạm biệt mọi người đang làm công việc ở đây thì mình tiếp tục mình đi chỗ khác.
đó, công việc ở đây thì cứ như thế mà làm thôi, làm cả ngày như vậy. Khi nào hết cái lương này thì xong. Sau khi mà rời khỏi cái khu vực mà có rất nhiều đồng bào người Mông, họ đang giúp đỡ nhau để trồng ngô, trồng lạc ấy, thì mình tiến đến ra cái khu vực này. Khu vực này là một cái hùm rất là sâu này các bạn này. Đó, bên dưới này là một cái lũng sâu và dưới kia là có một hai cái lán mà đồng bào người ta dùng để nghỉ trưa này và để tập kết những nông sản sau khi mà đã thu hoạch xong, người ta tập kết ở đấy. Và chỗ xa xa kia, cái điểm trắng trắng kia, mình không nhìn rõ đó là cái gì, không biết có phải là một cái lều lán hay là một cái gì đấy không. Nó cũng rất là đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ quyết định đi sang cái điểm trắng trắng kia để cho mọi người biết được đấy là cái gì. Và tiện thể ở dưới này cũng có một cái ngôi nhà luôn, mà ngôi nhà này cũng hoàn toàn tách biệt với những ngôi nhà khác. Cái bản làng thì nó nằm ở khu vực phía sau lưng mình mà lúc trước mình đi qua ấy. Còn đây là một ngôi nhà nó hoàn toàn tách biệt với ngôi nhà ở trên kia. Bây giờ mình sẽ tiến xuống dưới đấy xem cái ngôi nhà này, cuộc sống của họ như thế nào nhá, mà tại sao họ lại ở một mình một chỗ như vậy. Đó, một bên thì là toàn núi đá này, các bạn thấy chân này cao ngút ngàn luôn, toàn núi đá thôi. Đó, người ta vẫn có thể trồng ngô được và có rất nhiều cây chuối rừng mọc lên nữa. Còn dưới này là một cái hùm sâu này. Đó, nói chung đồng bào người Mông họ thích ứng ở mọi nơi được, chỗ nào cũng sống được. Và càng trên cao họ vẫn sống được. Trên cao thì họ làm ngôi nhà trên cao và khai thác ở tận trên những cái đỉnh núi cao. Còn bây giờ mấy bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình nhá. Đó, chỗ này người ta làm cái con đường mà mình thấy có cả lốp xe máy này. Đó, và chỗ kia mình thấy hiện ra ngôi nhà rồi. Đó, nó nằm ở tận góc dưới kia cơ. Xong bây giờ mình sẽ tìm con đường nào đi gần nhất để xuống đấy. Đó, sau một lúc đi bộ cũng khá là lâu thì mình mới đến được cái ngôi nhà này. Mới đầu ở nhìn ở trên cao ấy thì thấy ngôi nhà nó rất là gần, nhưng mà đường đi rất là vòng vèo, không có đường tắt. Và cuối cùng mình đã tiếp cận đến cái ngôi nhà này. Nhỏ Giòn, chào chị nhá. Và cuối cùng mình đã gặp được chị chủ nhà. Chị đang làm gì đấy? Chắc là chị thôi nhỉ, nhìn cũng trẻ trẻ mà. Ngôi nhà mình ở xa thế. Em đến đây em đi chơi một chút. Đi chơi, thấy nhà mình ở xa quá. Và đây ghé thăm một chút xem cuộc sống gia đình mình như thế nào ấy. Thế bây giờ chị ở nhà cùng với ai? Anh ở đâu rồi chị? Con út. À, ở cùng con út. Thế chồng chị đâu rồi? Thì dâu á. Chồng của chị đâu rồi ấy? Chồng đâu? Nó mất lâu rồi. À, mất lâu rồi. Ừ. À, bây giờ em chia buồn cùng chị nhá. Ừ. Thật sự là em không biết đâu, bởi vì là đến đây thì em thấy vừa đấy là em đi qua mấy cái bản làng ở trên kia, thì em ra cái chỗ kia thấy người ta đang làm nương làm đồi, thì em có đứng đấy em nhìn xuống dưới này thì thấy một căn nhà rất là rất là biệt lập luôn, một mình một chỗ. Đó, em quyết định em xuống dưới này em xem như thế nào. Thế thì xuống đây em thấy có mỗi chị ở nhà. Thế là anh mất lâu rồi hả chị? Mấy năm rồi? Ba năm rồi. Ba năm rồi. Ôi, một cái ngôi nhà nó rất là hoàn cảnh luôn. Thế là bây giờ chị ở cùng con trai à? Hay là ở cùng ai? Ở cùng con trai út mà. Ở cùng con trai út. Ba ở lắng ba. Con trai ở bên kia mà. À, con trai ở bên kia. Thế là bây giờ đây là chị ở đây một mình thôi. Một mình nuôi trăng trâu này, nuôi lửa nuôi gà được thì bà mang không ăn hết thì bà mang một số đi bán lấy tiền mà. À, thế là ở cùng con trai ở đây, xong là chăn trâu nuôi lợn nuôi gà ở đây. Đó, đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn. Mình nhìn trên kia mình thấy một ngôi nhà xa tít một tấp, xuống dưới này thì thật sự rất là hoang tàn luôn. Đó thì là cây cối đổ nát mục nát đây, như kiểu cái thời ngày xưa ấy, thực sự là như kiểu cái thời ngày xưa luôn. Đó, chỗ này thì là mình thấy là có một chuồng lợn này. Đó, chỗ này cũng để một ít củi che nắng che mưa cho nó. Thế là ở cùng con trai út
À, thế con trai út lấy vợ chưa? Lấy mà có hai con. Hai đứa cháu. Hai đứa cháu mà một đứa thì con trai một đứa con gái mà. À, một trai một gái. Thế bây giờ chị dẫn em vào trong nhà xem nhà một chút nhá. Vâng. Đó. Thì cái chỗ này là chỗ này trước là cái gì mà nó mục nát thế này hả chị? Trước đây nó là cái gì đây? Cái này trước kia là ông ở là ông rào rào gà. À. Chỗ này là trước là chuồng gà rào kín vào. À, đây là cái chuồng gà đây. Còn chỗ này là để rào kín mà không cho gà nó chạy đi. Đó. Bây giờ là không lằng nữa, ở đây là chăn trâu ở đây không không rào mà. À, bây giờ là làm nương làm rẫy đây, chăn trâu đây. Đó, chỗ kia các bạn thấy lúc mình đi đoạn khu trên trên kìa. Đó, toàn đồi đá thôi. Và chỗ đấy chỉ có chuối mọc. Đấy, ở đấy thì toàn chuối rừng mọc tự nhiên thôi. Đó, chỗ kia để dốc dựng đứng yên không thể leo lấy được. Đó, mà người ta vẫn phát đi để có thể trồng ngô này. Chỗ đấy thì nó có rất là ít đất, tận dụng những chỗ nào có đất thì sẽ trồng ngô. Còn đây là mà cái ngôi nhà này. Đó, gà, có cả ổ gà này. Ở đấy cũng có một ổ gà nữa này. Có mà. Đó. À, bây giờ chị đang bóc lạc đây à? Ừ. À, lạc này là mình cũng trồng ở đây luôn đấy à? Ừ. À, trồng lạc ở đây, xong là bóc mang đi bán. Chị bảo là ở trên này thì làm được cái gì thì ăn không hết thì mang đi bán này. Đó. Thì chỗ này trước đây nó là cái gì đấy hả chị? Trước đây là cái gì chỗ này này? Cái này là trước khi có lửa nhờ nhau thì... À, chuồng lợn. À, em hiểu rồi. Không phải chuồng lợn nhưng mà ông làm cái này... bằng cái này ở đây nuôi gà ở đây. À, nuôi nhưng gà. Mà... cái này là cái đẻ ngô. Ừ, đẻ ngô cho gà ăn. Vâng. Chị giải thích là cái này là cái... gọi là cái kho mà để ngô cho gà cho lợn ăn đấy. Đó thì ngày trước thì có nhiều để, bây giờ thì không để nữa rồi, bây giờ nó hỏng hết, mục nát hết rồi. Ở chỗ này có những cái hòn đá rất là gập ghềnh này. Đó, cây cối thì nó mục nát hết. Đúng là như kiểu là thời kỳ nguyên thủy ấy. Đó, một ngôi nhà gọi là nguyên thủy đi. À chị ơi, cái này là mình treo đi cho chim nó đỡ đến nó phá đấy à? Quăng nhau hâu, bán gà nhau thế. À, đúng rồi. À, con diều hâu nó bắt gà nhiều nên là chị ấy làm những cái này để dọa con diều hâu ấy. Đấy, các bạn thấy không? Ở trên này thì vẫn còn diều hâu nhá. Đó là những cái con gọi là động vật quý hiếm đấy, ở trên rừng. Đó, diều hâu về đây bắt gà nên là phải làm những cái như vậy. Còn đây là khu vực đằng sau chuồng gà này. Đó. Một cái ngôi nhà mà nó còn nguyên cái nét nguyên thủy, hoang sơ. Cái này mưa thì nước chảy hết vào trong nhà luôn. Rồi chưa giờ mình gặp cái hoàn cảnh nào mà như thế này. Con gà quăng ở đây là quăng nhiều hâu. Rồi đây ba con gà, bà vì sang tìm bà ba đường một quăng nhỏ hâu mà. À. Nó đi đây là nó không đi được, nó bay đi là nó rơi xuống. À. Nó bay đi nó rơi xuống bà ba đường một quăng nhỏ hâu mà. Có nghĩa là chị bảo là ở đây là cái chuồng gà này, nhưng mà con diều hâu nó trên này nó xà xuống nó bắt gà. Đó, xong rồi lúc nó bay lên thì nó vướng cái cành cây như này này. Đó, nó không bay ra được, thế là chị đấy là bắt được một con. Một con nhỉ? Ừ, một con. À, nó to không hả chị? Nó to không? Được một cân không? Không to mấy. Không to mấy à? Nhưng mà nó bắt gà tốt lắm nhỉ, bọn diều hâu này. Không to mấy nhưng nó bắt được gà rồi. Đó, đây là bên trong ngôi nhà này. Này, cái này cũng không khô mấy mà. À, đây là cái lông của nó đấy à? Bây giờ xem qua cái ngôi nhà đi. Đây là cái chỗ này là chỗ ngủ à? À đây không phải đâu. Không phải ngủ, trước khi ngủ đây, bây giờ ngủ đây mà. À, chỗ ngủ ở đây. Ừ. Đó. Em bật bóng điện cho sáng một tí nhá. Ừ.
sáng đấy. Đó, may quá là chỗ này vẫn còn có điện. Đấy, chỗ này là cũng giống như kiểu cái ngôi nhà đầu tiên đấy, thì là có xong rồi bắt đĩa, toàn những dụng cụ rất là tạm bợ thôi. Đây là cái chảo mình nấu cho lợn đây nhỉ? Đấy, nấu cho lợn mà. Vâng, một cái chảo rất là to để nấu cho lợn, bếp củi. Củi lúc nào cũng âm ỉ cháy như này để tiện lúc nào mình nấu lúc đấy cho nó dễ. Đó, còn cái khu trong này là cái khu mà để những cái thứ lặt vặt khác. Trước kia là bể ngô để ngô đây đúng không? Để đây, nhưng mà bây giờ không để đây. Bây giờ không để nữa. Đó, đây là cái chỗ buồng ngủ này. Buồng ngủ này phải che cái bạt lên cho nó đỡ bụi. Cái này nếu mà trời mưa nước nó có vào nhà không? Mưa lắng, mưa to mà mưa nhiều lắng mà. Chỗ này là có cái cây gỗ này, cây gỗ người ta tận dụng để làm cái bậc lên trên cái gác nhá. Đó, các bạn thấy không? Cây gỗ to này đẽo thành từng bậc, đó. Làm như kiểu cái thang ấy và lên trên này. Trên này thì để một số cái loại đồ khô. Đó, trên gác mái trên. Năng đỗ giá ở đây mang đi bán mà. Làm đỗ giá bán. Chị cũng biết làm đỗ giá đấy nhở? Biết mà. Đỗ giá mình ngâm cho nó ra rễ, ra mầm xong nào mang đi bán. Đây này, đây là những cái túi đỗ giá của chị này. Đó. Bây giờ ra ngoài cho nó sáng một chút. Cái này là mình lạc mình tự trồng ra được, xong mà mình bóc và mang đi bán nhở? Mang xuống chợ bán cũng xa nữa nhở? Đi xuống đấy thì rất là vất vả luôn, đường đi thì vất vả lắm, khó đi lắm. Đi lâu lâu không đi được, nhanh thì là ngã. Ngã 2-3 lần cũng không xuống ở dưới. Đi nhanh thì là ngã 2-3 lần. Nó đi từ từ thì nó mất nhiều thời gian thôi. Thì anh phải chịu vậy. Bây giờ cái chỗ này xe máy thì con trai về đây được, còn chị đấy thì không đi được xe máy nên là đi bộ thì rất là lâu. Đi bộ thì đi thẳng, đi xe thì là đi vòng ở trên này đi đây là cái lối này, nó đi tắt xuống đây phải không, đi bộ xuống đây phải không? Còn đi xe máy là đi đằng trên này, còn đi bộ đi tắt xuống cái chỗ mường nôm hai thế này. Mình sắp ăn cơm chưa, sắp nấu cơm chưa? Chưa. Không đi thì là không có tiền tiêu. Đi thì là khổ lắm. Đi thì vất vả lắm. Một mình ở cái căn nhà như thế này nó rất là sập xệ luôn. Nó đúng là một cái khung cảnh ở đây các bạn thấy nào, như cái thời tiền sử nó. Thôi em vào đây em thăm nhà một chút thôi nhá. Bây giờ đây em phải đi rồi, em chào chị nhá. Và chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Đó, sau khi mà chào chị, mình tiếp tục cuộc hành trình. Thế trên đường đi ra thì mình ra cái khu vườn này. Mình quay cho bạn xem cái hình lộm này. Đó, cái hình này. Cái hình này buổi tối mà nhìn cũng khá là ghê này. Ở đây để chị dùng cái con lợn nhựa này quấn cho nó cái vải trên đầu và làm cho nó cái khăn dây buộc này. Áo này, váy này. Đó, hình này buổi tối mà ra đây thì chắc là cũng sợ đấy. Hình này là làm hình giả để đuổi con chim diều hâu đấy, chim cắt diều hâu. Bởi vì chị ấy kể là thời gian trước là có diều hâu về đây rất là nhiều và bắt gà ấy, và chị đã bắt được một con diều hâu. Bằng chứng là có cả cánh này và đuôi của nó. Đây là cái hình mà để đuổi con diều hâu. Chứng tỏ trên này là những động vật hoang dã vẫn còn tồn tại. Bằng chứng là những con diều hâu. Thôi bây giờ mình lại tiếp tục cuộc hành trình. Đó, lúc trước thì mình có bảo là sau khi mà xuống thăm cánh ngôi nhà kia ấy, để tìm hiểu xem là cái ngôi nhà đấy như thế nào, thì mình sẽ ra cái chỗ mà có cái điểm trắng trắng kia để xem nó là cái gì. Nhưng vừa nãy là mình có hỏi cái chị chủ nhà ấy, chị bảo là đấy là ngôi mộ của chồng chị đấy. Đó, thì chính xác đấy là ngôi mộ của chồng chị đấy, nên là mình không ra ngoài đấy nữa. Các bạn thân mến, bây giờ là khoảng hơn 12 giờ rồi. Đi được một đoạn thì tôi thấy ở cái khu vực này có một
bà người Mông vẫn cầm cụi làm việc đó, mà không hiểu tại sao bà vẫn chưa nghỉ. Nho Giòn, Nho Giòn, ôi bà chưa nghỉ chưa à? Hơn 12 giờ rồi cũng phải ăn cơm à? À, bà có nói được tiếng Kinh không? Chị Pâu Hà á? Ôi, cháu đi trên này đi chơi thăm bản nàng một chút. Đó, bà kìa. Đấy. Thế bà không nghỉ chưa à? Không nghỉ. Không nghỉ á? 12 rưỡi rồi. Mua là. À, thế bà ăn cơm chưa? Chị mua là. À, nó máu chưa? Chị tao muốn nó à? À, nó máu rồi á? Ừ. À, chị ta đi ăn rồi. Ừ. Thế là ăn xong nằm thông chưa luôn? Ừ. Mà lắng này à, trời lắng à? Ừ, không nghỉ chơi, nhà bà ở kia phải không? Nhá. Vâng. Bên này. Bên này á? À, bên này. À, bên bên sảng bà này. Ừ, sảng bà này. À. Là bà trồng cái gì đấy? Trồng ngô đấy. Trồng ngô à? Ừ. À. Trời ơi, là ăn cơm đến lúc mấy giờ? Ừm, gì nè mà. 10 giờ. Ừ. Ăn cơm từ 10 giờ. Ừ. Xong rồi làm thông trưa luôn. Ừ. Có mình bà thôi à? Ừ. Thế có ai làm cùng không? Ta chỉ bố khá lử. À. Bà làm một mình ở đây thôi. Đó. Nhưng tại giờ là hơn 12 giờ mà bà vẫn làm thông trưa luôn. À, cái chỗ này là cái bãi đất trống này. Đó, tận dụng để trồng ngô. Trồng ngô thì là cứ cuốc xong là trồng một mình thôi. Nó nên là những hạt ngô này và phân lân. Mình nghĩ là chỗ này là chỗ bỏ hoang ấy, nên là mọi người không không có ai trồng ngô, nên là bà sẽ bỏ công sức ra phát toàn bộ cái khu vực này luôn. Đó. Đây thì toàn đồi đá mọi người thấy không? Trong này thì chắc chắn là sẽ không trồng được rồi. À, trong này người ta còn trồng cả quế này. Đó. Có nghĩa là trên này thì cứ tận dụng chỗ nào có đất là sẽ trồng. Đó, trồng quế, trồng ngô. Đấy, bên trên này cũng thế này, chỗ này người ta đã gọi là nhận phần hết rồi, người ta trồng ngô ở đây, người ta trồng quế ở đây. Còn bên trên này thì quá nhiều đá luôn. Đó, toàn những đá tai mèo này. Đó là đặc trưng ở trên này. Đá tai mèo rất nhiều. Đó. Còn chỗ này là người ta để không ấy, thì là bà nhận, bà trồng. Cái này trồng xong mới phun thuốc. Giống như ở chỗ kia. Bà nhỉ? Trồng xong mới phun thuốc rồi bà nhỉ? Bà chịu khó thế. Thế con cái bà đâu hết rồi? Hả? Con cái đâu? Con cái ấy? Vâng. Đi bảo anh nhỉ? À, đi Bảo Yên? Ừ. À. Làm Bảo Yên. Đi làm thuê cho họ đấy à? Là... mua cầu ấy. Vâng. Nói chung là bà không nói được tiếng Kinh mấy, nên là mình chỉ biết hiểu là con cái của bà ấy đi làm thuê ở nơi khác, ở huyện khác. Đó. Thế là một mình bà cuốc hết cái chỗ này. Ồ, chỗ này, ôi. Từ chỗ kia về đây này. Một mình bà làm hết cái chỗ này xong là cấy ngô. Đó. Đặc tính của người Mông là người ta những cái ngày nào mà trời nó râm mát này. Đó, thì là tận dụng là làm thông trưa luôn. Đó, buổi sáng thì có thể đi làm muộn một chút. Ở tầm 8-9 giờ mới bắt đầu mới làm vào việc. Đó, và làm đến tầm 11-12 giờ. Ăn cơm trưa xong nghỉ một lúc làm luôn. Như mấy lần trước mình lên cho bạn xem những cái video về bản nàng đấy, thì họ cũng ăn cơm trưa họ làm luôn. Làm để cho nó xong việc. Đó, cố gắng cho nó hết một ngày là xong luôn, để ngày mai làm những việc khác. Trên này thì là may, chỗ này nó vẫn còn có đất thịt này để cấy được ngô. Có nhiều chỗ toàn đá, đá. Như chẳng hạn như cái trong kia, toàn đá không thể cuốc được, không thể trồng được. Để không, nói chung là cái chỗ kia bây giờ để không thôi. À, toàn đá, không thể trồng được ngô, không thể trồng được quế. Và những cái cây kia gọi là cây rừng già tự nhiên ấy. Ai muốn lấy củi thì vào đấy chặt lấy củi thôi. Mà lấy củi cũng khó cơ. Cực kỳ là khó luôn, toàn đá này, nó tầng tầng lớp lớp. Đi vào để chặt được một cây to kia mà mang xuống thì cũng cực kỳ là vất vả, nên là nó vẫn còn nguyên như vậy. Nếu như mà những cây ở ven đường ấy mà dễ lấy thì người ta đã lấy hết rồi.
Và những cái cây rừng này cũng được nhà nước gọi là bảo vệ đấy, rừng của nhà nước nên là nó còn nguyên như vậy. Thôi bà làm xong là bà nghỉ đi nhá. Ừ. Cháu chào bà. Ừ. Chào bà nhá, cháu đi đây. Ừ. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Và bà chị... vừa nãy là mình có nói chuyện một chút với bà người Mông, thì bà không nói được tiếng Kinh nhiều và cũng không hiểu được tiếng Kinh nhiều. Mình hỏi cái gì bà hiểu câu nào thì bà trả lời câu đấy. Đó, nên là chỉ hỏi chuyện được như vậy thôi. Và mình cũng khuyên bà nên làm vừa vừa thôi, và làm xong thì về nghỉ. Đó, tiếp tục thì mình đi vào cái khu vực này. Mà sao nó không giống cái nối lúc lập đầu vào nhỉ? Lúc vào là mình đi đường ruộng, mà bây giờ thì mình lại đi vào cái chỗ này rồi. Ồ, và rừng vầu các bạn ạ. Đấy, vào rừng vầu nhỉ? Đã vào thì vào luôn đây cho bạn xem ở trong này có cái gì không. Đây thì mình thấy có cái hụp rất là sâu luôn. Đó. Trong này thì cái ghê của gì ấy. Mũi cắn nữa. Sao vào đây thấy lạnh lạnh đấy nhỉ. Cái ghê lạnh lạnh. Thôi bây giờ mình tìm đường ra nữa. Cái này nó có một cái hòn đá và nói chung là nó là cái vách đá sắt đồi, mà bên trên này toàn đá thôi, nó không có cây nào mà có giá trị mọc, toàn những cây dây leo thôi. Đó, ở trên này nên là người ta vẫn để nguyên như thế, toàn những dây leo thân leo thôi. Nó lạ thế nhỉ, bây giờ mình nhận đi vào trong cái rừng vầu này nhỉ. Nói chung là lên trên bản này nhiều khi là hay bị lạc đường. Đó, ở đây thì có rất nhiều vầu như kiểu là trong phim của Trung Quốc ấy, thập diện mai phục ấy. Uầy, chỗ này mấy cây vò to chỗ này, các bạn thấy không, thẳng tắp luôn. Vùng cao có những thể loại như thế này thì ở trên này người ta bảo vệ rừng rất là tốt này. Đây này có những cây vò nó to như vậy. Bây giờ mình phải tìm đường ra nữa. Đang vừa đi nói chuyện với bà cụ xong thì mình cứ vừa đi vừa nói, nên cuối cùng nó chui vào trong cái rừng vầu này. Mình đang tìm lối ra đó. Đó, sau một lúc đi thì cuối cùng đã có lối ra rồi. Đây, nói chung là đi vào trong bản làng nhiều khi là cũng hay bị lạc, mà lạc ở trong rừng rất là nguy hiểm đó. Thôi có lẽ là mình xin kết thúc cuộc hành trình ở đây thôi. Từ đầu cuộc hành trình đến giờ là mình đã đưa các bạn đi khám phá một cái bản làng xa nhất của huyện Mường Khương. Xa cuối cùng của huyện Mường Khương. Thì các bạn cũng nắm bắt được rồi là cuộc sống ở trên này như thế nào rồi. Đồng bào vùng cao thì vô cùng khó khăn. Từ đường đi lối lại đến cuộc sống sinh hoạt. Đó, có những căn nhà các bạn thấy rồi đấy, chỉ vẻn vẹn có chỗ ở với chỗ đun thôi, còn ngoài ra thì không có một cái gì cả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Các bạn xem các bạn cũng nắm bắt được rồi, vùng cao thì nó cực kỳ là khó khăn, khó khăn đủ đường. Mình xin được kết thúc cái chuyến hành trình ở đây, một cái thước phim về vùng cao cũng khá là dài rồi. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở một cái thước phim tiếp theo. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo. Chào các bạn nhé.